Nguyễn Phương, nghe em nghe tên anh Kiệt sẽ mở Thiên Long Sơn tại Houston, em mừng quá. Từ đây chạy đi Houston chỉ mất có 3 tiếng. Em sẽ tham gia volunteer, giúp được gì em sẽ làm. Trước tiên là những nhà thầu ăn đừng ăn mắt nha, Kiệt không phải là tỷ phú nhưng mà chút chút tiền nào quá đáng chứ. Kiệt nhìn đổ xi măng hay là xây dựng cái gì á, Kiệt biết giá cả hết. Có nhiều người để cái giá trên trời, cứ coi cái túi tiền mình nghĩ mình giàu á, Kiệt không có nhận thì lúc đó khó ăn nói. Ăn cái gì á phải nghĩ cho cộng đồng, Kiệt làm cho cộng đồng chứ Kiệt cũng không có phải là business thu lợi gì. Kiệt có công ty là nó làm tiền cho nhà rồi, một phần Kiệt bỏ vô cho cộng đồng. Thì mọi người mà khi về xây dựng Thiên Long Sơn Houston á thì cũng phải nghĩ cộng đồng, đừng nghĩ riêng Kiệt nha. Có nhiều ông construction á cứ nhắm vô mình chém chém bằng dao phay không. Ở cái công viên Houston á, Thiên Long Sơn Houston á, thì cũng làm y chang như ở Thiên Long Sơn, sẽ có tượng Hùng Vương, ngài Trận Đạo, những anh hùng dân tộc và cũng có thể những gì khác nữa. Nó cũng basic vậy nhưng mà bển dễ xây dựng đó. Mình sẽ làm những cái monument, những cái gì mà quý vị tưởng tượng ra để mình làm một cái thư viện, gọi là thư viện bằng đá đó, để đời cho những cái hậu thế cả trăm năm sau, mấy trăm năm sau, những đứa em nó lớn lên ở đây ở Mỹ á, nó cũng biết rồi lịch sử của người Việt hải ngoại. Đó là Houston là vậy, là Hoa Cộng Hòa. Thì mình dễ xin giấy phép ở đây á, bữa kiệt cho 50.000 cái tượng đài gì 72 gì á, năm 72 thành thành Quảng Trị gì đó cho ông Tạ Đức Chí. Nhưng mà gặp phe thổ tả đấu qua đấu lại, vừa tốn tiền mà cũng không có cắm được cái tượng ở miền Nam Cali nữa, thấy thiệt là vô lý. Nhưng mà những người mà từ đầu mà xin tiền mà làm những cái chuyện cộng đồng, mình nói sao mình phải làm đúng vậy. Xin á, thì cái tượng kỳ đài cắm miền Nam Cali, cuối cùng không cắm miền Nam Cali, mai mốt ở mà nói đường làm nẻo ai đâu dám ủng hộ. 50.000 chứ không phải 50 đô đâu. Để tôi dành để tiền tôi đổ vô Houston, Thiên Long Sơn ông sướng. Cho nên mai mốt mà mấy người ở miền Nam Cali nói chuyện là phải đúng lời hứa thì mới có sự lâu bền với Kiệt. Còn nói mà không có đúng thì đừng có xin nữa. Kiệt nói thẳng luôn á. Tánh Kiệt là tâm thẳng như ruột ngựa, nghĩ sao nói như vậy, ai nói sao phải làm đúng thì vẫn còn tiếp tục ủng hộ. Tại mỗi năm Kiệt làm từ thiện mấy triệu bạc cho cộng đồng, âm thầm thôi, quý vị không có nói hết nha, rất là nhiều đó quý vị có biết không. Nhưng mà nói đâu mà chúng, nhưng mà nói kiểu là nói đường làm nẻo, cũng giống như coi mình ngu vậy. Tôi làm dân thương mại, tôi mở cái hãng một năm là mấy trăm, mà tôi có mấy trăm nhân công với người Mỹ không, luật sư của tôi đầy hết trơn, là sao tôi không biết chuyện gì. Nhưng mà chẳng qua là mình hiền, mình không có muốn đôi chói gặp mấy đám thổ tả ở Bắc Cali nữa. Ở mai mốt á, ở bên Houston á, nó sẽ có bơi xuồng, tại thấy con sông đã lắm. Quý vị có thể bơi xuồng, quý vị có thể ngủ camping qua đêm. Có thể mình làm chừng 100 cái cabin ở đó, cái couple cho couple retreat phải không? Thí dụ thăng tiến hôn nhân đồ phải không? Ở trong công viên đó. Nhưng mà nó lợi hại có một cái là nó rất là gần thành phố Houston, 41 phút. Và đồng thời nó có rừng cây chứ không phải là núi chọc lóc. Còn chỗ nào trống thì mình làm những cái convent trống. Còn những cái rừng cây á, mình núp gió, núp nắng rồi trời nóng mà Houston nó nóng. Thì rất là gọi là đất đất lành á. Bữa nay nhờ nước chanh cho nên không bị xỉn. Với nãy cũng nhờ mới ăn cơm xong cho nên còn có một chút năng lượng ngồi đây chích chót với quý vị. Chứ mấy bữa kia nó đói quá. Và khi mình livestream này á, một shot một là lên luôn. Chứ thì không có rảnh mà ngồi đó mà ngắt khúc. Mà lỡ có nói gì hay lỡ hỉ mũi hay sorry nha. Mình không có biết sửa chữa. Mà cũng không có giờ sửa chữa. Còn gần đây á, có mấy đứa em nó ở Việt Nam hay đâu á, nó làm giùm mấy clip đọc kinh nữa, là cũng là người ở xa làm rồi nó gửi email qua.
chứ cũng kỳ cũng không có ban bệ gì hết trơn á. Sao good. Ok, Lưu Quốc Cường hỏi câu này thấy không có đúng thì mình phải trả lời. Chúa Giêsu có phải là Thượng Đế tái sanh không Chúa Kiệt? Không đúng. Chúa Giêsu lúc mà chú hỏi các cái vị ở trên trời, Chúa Giêsu là ai? Thì lúc đó chú hỏi Đức Thầy là Phật đó. Ngài mới giải thích Chúa Giêsu là một vị Bồ Tát nha, trong tất cả hàng triệu vị Bồ Tát trên trời chỉ nhận lệnh của cha xuống thế gian để làm cái nhiệm vụ đóng cái phim màn đó. Cho nên những cái label mà trong kinh thánh Chúa không có nói. Thánh là hàng thấp hơn Bồ Tát, rồi tới Phật, rồi tới Thượng Đế là cao. Ở bên kia nó cũng giống như quý, rồi tới tá, rồi tới tướng vậy đó. Thì Chúa Giêsu cũng là một người mang nhiệm vụ là Bồ Tát. Chúa Giêsu cũng không phải là con Thượng Đế nữa đó. Tại ở bên Công giáo không biết làm sao ta nói vậy, nhưng mà nếu tính thì là cũng đúng. Tất cả nhân loại, Thánh Thần, Bồ Tát đều là con Thượng Đế hết. Thì Ngài có thể xưng vậy, nhưng mà direct đó là cũng phải. Thời buổi này em chỉ có một thứ quý vị cần phải làm, đó là mình nên hiểu là mình cần phải thay đổi đời sống, phải tốt với cha mẹ, tốt với anh em. Nó không có giống như những tháng về trước, những năm về trước mạnh ai nấy thủ, không phải. Lúc này là mình phải tỏ ra tình thương, vì cái lúc mà khó khăn á, mình tỏ ra một chút tình thương á thì gia đình nó sẽ gắn bó hơn, thì người ta sẽ nhớ đời hơn. Thì giống như bây giờ quý vị nghĩ thế giới này trong tương lai mọi người gắn bó nhau bằng tình thương, chứ không phải là sự chia rẽ và giành đất lấn dân, chiếm dân như hiện tại mình đang thấy. Nhưng mà từ từ á, từ từ quý vị cũng sẽ thấy rõ đó, Thượng Đế đang sắp đặt cho nhân loại để cho nhân loại biết là tình thương là như thế nào. Chỉ có tình thương mới đem cái thế giới này trở lại sự bình an và gọi là thời vàng kim. Thì hôm nay cùng trận chiến của Nga với Ukraine là mình cũng bắt đầu mình thấy hiện rõ lên những gì ở trên bờ trên, đúng như ý bờ trên này đó. Chứ còn những cái quốc gia hay những người không hiểu về tâm linh đó, họ cũng biết là họ cứ nghĩ thủ tiền thủ của, nhưng mà mấy vị thấy không, những cái người mà tạo nghiệp đó, bất đắc dĩ ở trên gõ cửa một cái thôi là ngày mai đi khám bác sĩ là bệnh này hay bệnh nọ là xong. Thì quý vị nên gán gán nhớ lời cha với chư Phật dạy, với mẹ dạy, cha trời mẹ đất, là lúc này quý vị phải nên tu tập ngồi thiền, và đồng thời mình có ít, có nhiều ăn nhiều, phải thủ tiền thủ gạo, phải dự trữ lương thực trong lúc này. Thi Trần nói cậu tài cậu quý ông Phú Quốc là vị nào vậy chú? Chú cũng không rành, nhưng mà ở lịch sử của mỗi nơi mỗi chỗ á, có vị nào linh thiêng thì người ta có cái tên, người ta lập miếu vậy đó. Chú ơi, sao ngồi thiền luôn thấy mẹ nhiều hơn cha? Tại vì mẹ là sanh ra mình, mẹ lo cho mình, cha là lo cho cả cái thế giới, cả vũ trụ, mấy mấy ngàn thành tinh ở ngoài kia, ngoài không gian á, nhiều thành tinh nó đang động đất mà nó còn khổ hơn mình. Chỉ có trái đất này á, mình sàng lọc là sướng rồi. Con Covid là con nặng nhất trong cái thời năm thứ để sàng lọc kỳ này. Thì mình đã trải qua con Covid rồi, thì còn chút xíu chiến tranh nữa thì bắt đầu lúc đó sẽ vào ổn định trật tự. Phật xuất hiện. Trung Tấn Bà Rịa nói thắp hương Đức Thánh Trần Đạo trì chú đại bi có được không chú? Ngài là thần thì mình khấn tên ngài, còn muốn trì thì tùy theo con thích làm gì con làm, nhưng mà cái tâm mình đã hướng về ngài là cũng tốt rồi. Ok thôi, Kiệt xin tạm biệt nha. Có nhiều người nói cái âm thanh anh đang bị trở ngại. Hẹn kỳ sau ở dưới Đạo Phật. Hôm nay là mà có duyên lành,
chủ yếu nói cho mấy con chiên công giáo nói tại sao chọn Kiệt mà không chọn Đức Hồng Y hay là Đức Giáo Hoàng để mà lên làm truyền tin. Thì Kiệt có giải thích vậy đó, thì cũng hơi lái một chút, tại vì sau này đạo công giáo cũng phải học Phật à, tin không tin là quý vị chờ xem. Ai là Phật, xin kính chúc tất cả quý vị trên thế giới, các bác, các anh, các chú, các em ở khắp mọi nơi, nhất là những nơi miền Tây hay là miền Trung, miền Bắc đang gặp lũ lụt, nhớ gắng giữ gìn sức khỏe và giữ tâm thanh tịnh để mà chờ, nó rất là gần nha quý vị, không có xa đâu. Kiệt nghĩ là cuối năm. Thôi xin tạm biệt, xin chào.